Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về FOMC meeting, mình sẽ nói về đô la, mình sẽ nói về Bitcoin và thông tin mới nhất của tiền điện tử. Ok. À, thì à, vừa rồi mình có làm một cái video và cũng nói về cái cái lãi suất. À, nếu Powell đẩy 25 thì chuyện gì sẽ xảy ra? 50 thì à, cái thị trường nó như thế nào? và 75 thì như thế nào và cái video đó vừa được đẩy ra ok Ở dưới 10 phút à, mong bạn quay lại coi cái video đó để mình khỏi mất công mất thời gian chia sẻ cái thông tin đó lại cho bạn ok à, tối à, sáng ngày mai 2 giờ 2 giờ rưỡi sáng Việt Nam thì cái à, Powell sẽ có cái hội nghị đó ok à, ngay bây giờ ok thống kê cho thấy à, là hồi hôm qua ok cái cái phần trăm mà người ta nghĩ cái lãi suất được đẩy ra là 50 á, 50 basis point á thì hôm qua cái phần trăm nó tới 83 lần. Và chỉ qua một ngày thôi nó xuống còn 78. Ok. À, hồi hôm qua nha, yeah, cái phần trăm mà người ta nghĩ là lần này uh, Powell sẽ đẩy 75. Ok, là 17 17% nhưng hôm nay ok, Uh, nó lên được 4% lần, nó là 21% là sẽ đẩy ra được 70 75 basis point. Thì nó cho thấy là chỉ qua một ngày trời thôi, chỉ 24 tiếng thôi. là cái con số uh, cái thống kê uh, cái sự suy nghĩ của con người đổi rất nhanh. Ok. Uh, thì đây là chỉ thà thống kê nghe. Uh, uh, nhưng ok mình phải đợi tới lúc 2:30 uh, thì mình mới biết chắc chắn là um uh, lãi suất sẽ tăng hay giảm hay như con số như thế nào uh, sẽ xảy ra. Và chỉ khoảng chỉ còn 5 giờ 39 phút nữa thôi là chuyện đó sẽ xảy ra. Và chuyện đó xảy ra thì nó sẽ dao động uh, tiền điện tử cũng giống như cổ phiếu cổ phần cũng giống như ngày hôm qua nó dao động 5%. Ờ uh, uh, ok vậy uh, vậy thôi. Yeah. Uh, cái video này mình sẽ cắt nó ra có 3 phần bởi vì nó khá dài nghe. Rồi mình sẽ đăng sau khi mình là record xong mình sẽ đăng lên kênh YouTube. Ok. Ok, tiếp tục. À, giá Bitcoin ngay bây giờ là 17.900. Ok, nó có lên chút xíu. Ok, lên chút xíu. Ok, uh, Ethereum cũng lên đây. Uh, nói chung uh, ngoài trừ Binance thì ngay bây giờ rõ ràng có rất là nhiều cái post về Binance về cái gọi là Proof of reserve uh, và lung tung xin ngầu nữa. Ok. Uh, và chút nữa mình cũng nói về Binance chút xíu. À, vừa rồi mình cũng có, uh, nói làm một cái video rất ngắn uh, không uh, cũng khoảng 9 phút á 3 phần mình có nói về Binance mà tại sao mình tin tưởng, tưởng bên này Binance. Ok. Um, nói chung nguyên cộng đồng nghe bây giờ thì đang bay chút chút. Ok nhưng mà uh, phải tới mình phải đợi tới mình phải đợi tới 5 giờ nữa mình mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra chắc chắn 100%. trăm okay. Đô la vừa rồi uh, rớt xuống nghe và trước đây mình cũng đã làm những cái video mình đã so sánh đô la với uh, với tiền điện tử cũng giống như bitcoin uh, bất cứ lúc nào đô la rớt nghe lúc nào đô la rớt thì uh, điện uh, bitcoin sẽ đi lên nghe và nó cũng ngay bây giờ thì nó là nó nó ngược nhau nghe ok um, cho hồi đó đến giờ từ cái ngày mình uh, mình mình đi theo đô la với với bitcoin thì nó là ngược nhau cứ bất cứ lúc nào đô la đi lên thì bitcoin sẽ đi xuống bất cứ lúc nào đô la đi xuống thì bitcoin sẽ đi lên thì ngay bây giờ nó cũng giống như vậy chứ không khác ngay không gì hết thì đó là một cái mình dùng đô la ok dxy để đo lường uh, bitcoin ok thì ngay bây giờ là cái công cụ nó uh, nói chung là uh, chính xác nghe okay. chính xác ngay bây giờ không có nghĩa là chính xác trong tương lai ok có thể một ngày nào đó nó sẽ nó sẽ cắt liền đi một cái con đường riêng của nó ok nhưng ngay bây giờ thì nó rất là chính xác à, đi lại giá bitcoin chút xíu à, vừa rồi mình cũng mới làm một cái video định giá à, bitcoin những giờ tới đây cho bạn ok à, bạn nên quay lại coi để có thêm thông tin à, vừa rồi thì cái ông ceo mới Uh, của FTX thì uh, mới được ra tòa bà tòa ra tòa, ok và nói chung ông ông ra tòa và ông phân phui nó ra, ok thì ông nói là cái này là một cái gọi là cái cái là absolute control là nói chung những cái 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 người nhà tóm tác lại là những cái, cái đứa nhỏ ở trong FTX này nó rất là inexperienced and unsophisticated individuals ok nó rất là nó không có chuyên nghiệp chút nào hết nó nó dùng nó dùng quickbook nghe quickbook là là một cái một cái software để làm thuế mà gọi là cho những công ty nhỏ thôi ok và đây nó là một nó là một công ty tỷ nó là một công ty cả cả bao nhiêu tỷ tỷ mà nó dùng quickbook ok tỷ um, thiệt là những cái đứa nhỏ này nó nó không quan tâm về con số nó 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 quá khờ nó quá gọi là nó quá <laughs> nó không có chuyên nghiệp, ok không chuyên nghiệp, à, thì ông vừa ra tuyên bố và cái thứ hai là uh, ngay bây giờ là Sam đang bị uh, bị thư kiện tới uh, đang bị kiện tới 8 lần lận ok mà nếu mà mà bị uh, phạm tội thì chắc uh, cái ngày mà Sam ra được tù á, thì sẽ khó mà thấy được, ok mà riêng cái câu chuyện này chắc 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 chắn là bạn cũng 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 nghe thấy rồi nhưng mà có một điều mà là làm mình đặt ra câu hỏi là tại sao một tháng trời rồi tại sao không có ai uh, gọi là thư kiện và nhốt Sam hết và vừa rồi đây vừa rồi thôi sau khi uh, được lệnh nhà được lệnh cái ngày 13 đó là ngày vừa rồi là um, tòa án của bên Mỹ là uh, cần Sam có mặt ở đó để hỏi những câu hỏi về FTX cũng giống như Elam Alameda thì trùng hợp trong cái vài tiếng sau là Sam đã bị và bị cái những người nhà nước ở bên cái hòn đảo Bahamas lại nhốt giữ giữ Sam, ok? Nó ngay bây giờ cái chuyện của Sam nó 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 quá trùng hợp. Tại sao tháng một tháng giờ không bắt mà tao ngay bây giờ phải bắt? ngay bây giờ là là mà là, uh, Mỹ cần Sam ra để trả lời câu hỏi thì Sam lại bị bắt, ok? và ngay bây giờ tòa án Mỹ thì đang kêu uh, gọi cái hòn đảo đó, ok? đẩy Sam về bên Mỹ để 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 uh, để có ngày ở tòa để trả lời câu hỏi và uh, đang chạc Sam tới chín cái, cái 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 gọi là bị uh, phạt uh, đang đang trạc Sam gọi là tiếng Việt thì mình không biết. Okay. Đang chặt sam tới 99 cái phạm luật luật, Ok. Thì cái nếu mà trong những cái phạm luật đó mà người ta đang chặt Sam á, mà Sam dính trong một cái thôi thì cái ngày mà Sam ra tù thì hơi hơi bị lâu. Ok. Um, để lấy đưa lại câu chuyện là um, rõ ràng Sam qua bên cái hòn đảo đó, Sam đã phủ tiền hết hòn đảo đó. Ok và cái người trước đây lãnh đạo cái hòn đảo đó thì cũng là là người làm cho công ty của Sam, ok à, và ngay bây giờ mình nếu như mình đang đọc những cái tờ báo chí này á mình cũng không có thể hiểu biết được hết, ok bởi vì những cái tờ báo chí này á là bạn mình phải đặt ra câu hỏi là ai công ty nào là đứng sau những cái tờ báo chí này, ok và những tờ bởi vì vậy và những cái công những người đứng sau những tờ báo chí này sẽ ghi lên cái câu chuyện mà người ta cần ghi, ok gọi là fake news là tin giả nên hoàn toàn uh, mình phải đợi thời gian để xác thực thông tin chứ không phải là mình lấy thông tin xuống là mình đẩy ra cho bạn liền bởi vì uh, chưa chắc thông tin nó là đúng, ok uh, riêng uh, nếu bạn uh, đây là lần đầu tiên bạn coi video của đây nhau thì ngay bây giờ một cái nền tảng mà có thể tin cậy về mạng xã hội, ok À, ngon lành nhất mà hay ho nhất là Twitter. Ok. Ngoài ra những tờ báo chí thì bạn phải xác thực chứ không có không không mà lấy một thông tin và đẩy ra thì nó không hay lắm bởi vì nó chưa chắc là thông tin đó là là chính xác. Ok. Thì riêng cái bờ báo này nó nói là xem cho uh, nghe uh, uh, okay. hai cái hai cái quỹ quỹ dân chủ và quỹ độc lập gì đó bên Mỹ là mỗi quỹ là khoảng cỡ chỉ có 4 bốn chục uh, triệu uh, triệu đô la thôi Ok uh, chịu đô là Ok